Tôi xin kính chào quý khán giả của đài IBC trên băng tần 18.12 và Galaxy 19. Trong chương trình hôm nay, tôi xin hân hạnh được chào đón sự trở lại của chú Chánh Trừng, Sales Manager của Rosehill. Tôi xin chào chú. Dạ, xin chào Tuệ Anh và kính chào quý khán thính giả hôm nay. Chánh Trần lại được hân hạnh tái kiến quý khán thính giả của đài IBC. Dạ vâng, không biết là ngày hôm nay chú đến đài có cái gì vui vẻ đi mình chia sẻ với lại khán giả của đài IBC không thưa chú? Cảm ơn Tuệ Anh hỏi một câu hỏi khá thú vị. Có một câu hỏi hôm nay không có liên hệ gì, mỗi lần quý vị thấy mặt Chánh Trần là anh Chánh hậu sự hoặc là anh Chánh Rosehill, nhưng mà hôm nay là anh Chánh đến đây có một câu chuyện vui là sáng nay trong lúc lái xe đến Rosehill, trong lúc trời còn hãy còn sương, thấy một đàn nai chạy trong nghĩa trang khuôn viên và công viên đồi hồng. Và tôi nhân tiện chụp lại vài tấm hình để chia sẻ cùng quý vị. Hay quá. Mà chú cho tụi anh hỏi thăm là như vậy nè, nai là ngay ở đó nó có gần cái rừng hay không mà sao có nai? Ở cái khu Rosehill nó rộng tới 1.400 mẫu, tức là rộng tới nỗi mà trong đó có những đàn nai sinh sống và sanh sản, tức là có nai cha, nai mẹ và nai con nữa. Wow, một đàn. Dạ vâng, một đàn nai. Nhưng mà nhìn theo như là qua những tấm hình mà chú chụp lại, tụi anh thấy rằng là nó rất là bình yên. Vâng, và ở Ấn Độ thì có vườn Lộc Uyển, tức là nơi mà Đức Phật có một đàn nai trong đó. Nhưng mà sự thiệt trên Los Angeles có Rosehill, trong đó có nai, một đàn nai trong đó. Đó là một câu chuyện để mở đầu để hầu quý khán thính giả cho vui. Như vậy là chú Chánh đi làm ở đó hầu như mỗi ngày, nhưng mà nếu mà nhìn cái cảnh mà thiên nhiên mà đẹp mà rất là tự nhiên như vậy, tụi anh thấy rằng là mình không có gì phải là lo sợ. Tại vì trong đầu á, là mỗi đầu mình nghĩ là trời ơi, nghĩa trang chắc là một cái nơi mà giống như mình không dám tới, mình sợ. Nhưng mà khi mà nhìn thấy những cái tấm hình mà chú Chánh cho khán giả xem và tụi anh xem á, thì tụi anh thấy rằng là có cảm giác rằng là wow, nhìn có một nơi giống như là nó rất là bình yên, bình thản, mình không có cái gì mà phải là mà thấy mà ghê mà mình sợ. Nghe hai chữ là nghĩa trang cái tư của chú. Dạ vâng. Dạ chưa đúng. Và chẳng những nghĩa trang Rosehill chăm sóc về những cái vấn đề mà để thân nhân gia đình được yên nghỉ một giấc ngủ ngàn thu, nhưng mà chúng tôi cũng chăm sóc đến vấn đề tinh thần là tâm linh của quý vị. Đó là hôm nay mục đích của Chánh Trần đến đây để loan báo cùng quý vị là hôm nay là Rosehill nhân mùa Vu Lan báo hiếu sẽ tổ chức một cái cuộc lễ siêu độ với sự chứng giám của quý hòa thượng viện chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp và cùng các tăng ni, cùng các tự viện chung quanh đây. Và Rosehill xin kính mời tất cả quý chư tăng ni, quý thân bằng quyến thuộc của những thân nhân đã đang nằm yên nghỉ tới Rosehill để đến Rosehill để tham dự cuộc lễ siêu độ này. Ngày giờ sẽ là ngày 9/9/18, rất là dễ nhớ, tức là ngày 9/9/2018 và lúc bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Wow, thực sự là chương trình này rất đối với tụi anh thì khá là đặc biệt, là tại vì chưa bao giờ tụi anh nghĩ tới rằng là có một cái nơi mà một cái nghĩa trang mà lại họ lại họ lại suy nghĩ đến cho những người đã nằm xuống rồi và làm một cái lễ gọi là lễ cầu siêu cho họ được giải thoát thì rất là hay. Dạ vâng, thì tụi anh có thấy là chú vừa rồi chú đặt cái thông báo là ngày 9 tây tháng 9 đúng không ạ, vào lúc 2 giờ chiều cho tới 5 giờ và được sự chứng giám của các hòa thượng đại đức tăng ni tại chùa Điều Ngự và Diệu Pháp và tất cả các Phật tử. Dạ vâng, thì sẵn đây cũng là một cái lời mời mời quý vị nào, nếu mà có thân nhân nào đang nằm không không những là tức
nếu mà quý vị biết là có ai, bất cứ người nào nằm tại nghĩa trang Đội Hồng thì mời tới, không phải rằng là riêng cho Việt Nam không, đúng rồi thưa chú. Yeah. Mình tổ chức một cái lễ để cầu siêu cho tất cả các linh hồn mà đã nằm tại Rose Hill. Yeah. Thì một lần nữa tụi anh xin nhắc lại, đó là ngày 9 tháng 9 năm 2018 tại cái nhà nguyện rất rất là đẹp. Tụi anh thấy rằng là với trong cái poster mà chú Chánh có đem tới đây thì rất là đẹp, mời quý vị tới. Và cách đây chỉ có khoảng chừng 20 phút tới 25 phút nếu mà quý vị đi từ Little Sài Gòn thì quý vị lấy Freeway 22 rồi 405 rồi 605 North Essex. Yeah. Rose Hill thì quý vị sẽ không lạc. Nhưng mà cái đặc biệt đây cháu sẽ đặt hỏi, tại sao ban giám đốc của Rose Hill lại có một cái sự suy nghĩ mình làm cái buổi lễ như vậy thưa chú? Cảm ơn tụi em đã hỏi câu hỏi này. Sự thiệt đây là lần đầu tiên Nghĩa Trang Đồi Hồng tổ chức một cái lễ siêu độ do các quý hòa thượng và các đại đức tăng ni tổ chức siêu chứng giám. Lý do chúng tôi có nhiều rất lý do, nhưng mà sự thật là chúng tôi có 3 lý do chính. Thứ nhất là tôn kính hương linh, vong linh của các người quá cố đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Rose Hill, và chúng tôi muốn tạo một cơ hội cho gia đình thân nhân của những người quá cố ấy, một cơ hội để thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ bằng cách đến buổi lễ siêu độ này vào ngày 9 tháng 9 và cùng hợp ý nguyện với các quý hòa thượng chư tăng ni thành tâm cầu nguyện cúng dường hồi hướng công đức đến các hương linh để các hương linh ấy được mau siêu sanh tịnh độ. Quý vị có biết không, đây là một câu chuyện có thật, là có những gia đình khi sang Mỹ đến thăm mộ của ông nội một lần một duy nhất, rồi sau đó là trôi theo dòng đời lo đi kiếm ăn, không bao giờ trở lại nhang khói hay cúng kiến gì ông nội của mình đang nằm ở đó, ông và bà nội hai người nằm cạnh nhau. Vì vậy từ bao nhiêu năm nay, những hương linh hay là vong linh ấy rất khao khát được một nén hương, được nghe một thời kinh, một câu nhất tâm chú niệm A Di Đà Phật để được siêu sanh. Vì thế kính thưa quý vị bỏ một chút thời giờ quý báu để đến nghe kinh, xong rồi cầu nguyện, sau đó quý vị đi ra mộ thắp một nén nhang cho thân nhân đang yên nghỉ, thì thời giờ của quý vị đó sẽ có kết quả rất là mỹ mãn, và cái công đức của quý vị là sẽ được trả bội hậu, bởi vì quý vị đã làm một cái việc cho thân nhân, vong linh và hương linh tại Rose Hill. Dạ vâng, rất yeah. rất là hay. Thực sự là tụi anh thấy rằng là đây là một cái cho cháu hỏi rằng là Rose Hill đã làm như vậy hàng năm hay là đây là lần đầu tiên thưa chú? Cảm ơn tụi anh. Dạ thưa, trước khi trả lời câu hỏi của tụi anh á, thì chúng tôi xin trân trọng, xin cảm ơn sự chứng giám và hỗ trợ của quý hòa thượng và chư tăng ni của chùa Diệu Pháp, chùa Điều Ngự và các từ viện khác. Sở dĩ có sự chấp thuận và hỗ trợ của hòa thượng viện chủ cho nên Rose Hill mới có thể có cơ hội để làm một cái việc công đức lớn lao như thế này. Tại sao là công đức lớn lao? Là bởi vì khi quý hòa thượng, quý tăng đoàn, quý vị đại đức đến cùng nhau hợp lực cùng chú nguyện siêu độ và hợp với lời cầu nguyện riêng của các gia đình, thì cái cộng lực đấy sẽ thành một cái lực rất là mạnh để các vong linh được giải thoát. Cái mục đích là như thế nào, tại sao mà cộng lực như thế? Yeah. Là chúng tôi xin kể một câu chuyện là khi Đức Mục Kiền Liên đến hỏi Đức Phật, khi mà Đức Mục Kiền Liên có thần thông thấy mẹ của mình là bà Thanh Đề đang ở dưới địa ngục, Đức Mục Kiền Liên mới đến hỏi Đức Phật là làm thế nào để được mẹ mình siêu độ. Thì Đức Phật nói là một mình của ông Mục Kiền Liên không thể nào mà có thể được, đó là phải có sự hợp lực cầu nguyện. Vì vậy đây là một
cơ hội để quý vị đến để cùng nhau các hòa thượng để cùng nhau cầu nguyện. Đây là một phước báo lớn vô cùng. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Điều Ngự, Chùa Diệu Pháp đã rộng lòng từ bi, hoan hỷ giúp Nghĩa Trang Đồi Hồng để thực hiện công đức quý báo này. Hay, rất là hay. Đây là một cái chương trình tụi anh nghĩ rằng là rất là có ý nghĩa, không những là cho tất cả mọi người mà phải cho những cái sinh linh đó được siêu thoát sớm. Thì một lần nữa quý vị thấy rằng là nếu mà quý vị nghĩ rằng là đây là một cái nơi mà đem tới một cái sự mà yên tâm, và không những yên tâm cho cái thời hiện tại và sau này, quý vị biết rằng là hàng năm thì như là Rosie cũng sẽ tổ chức như vậy để cầu siêu, để mong cho tất cả các thân nhân nào nằm ở Rosie sớm được siêu thoát. Dạ vâng, thì tụi anh xin kính mời quý Phật tử, tất cả khán giả của Đài BC, nếu mà có thời giờ thì hãy đến để cùng cầu nguyện cái lễ, buổi lễ này vào lúc ngày 9. Một lần nữa tụi anh xin nhắc lại là ngày 9 tháng 9, 2018, vào lúc 2 giờ tới 5 giờ. 2 giờ là buổi lễ đã bắt đầu rồi. Nên quý vị có thể tới sớm, mà tụi anh được biết rằng là ban giám đốc của Rose Hill chuẩn bị rất là kỹ, và ở trong một cái ngôi nguyện đường rất là lớn, kính thưa quý vị, chứa lên tới là 400-500 người. Cho nên rất là khang trang và rộng rãi. Cho nên là một lần nữa tụi anh xin kính mời, nếu mà mọi người có thắc mắc thì hãy gọi cho trực tiếp cho chú Chánh Trần, sale manager của Rose Hill, với cái số phone là đang có hiện trên màn ảnh. Thì một lần nữa tụi anh xin mời chú gửi lời chào, lời kết ạ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp đã giúp Soul Hills để thực hiện lễ siêu độ nhân mùa Vu Lan vào ngày 9 tháng 9 từ 2 giờ tới 5 giờ chiều, ngày đó là ngày Chủ Nhật, và địa điểm là tại Rosehill cổng số 1 và tại Skyro Chapel. Là quý vị có thể thấy cái hình Skyro Chapel ngay trên màn ảnh. Và nếu quý vị có những gì thắc mắc, câu hỏi, xin vui lòng gọi cho Chánh Trần tại cái số điện thoại có trên màn ảnh. Và xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp.